Xin chào các bé yêu đang nghe chương trình Vườn Đọc. Các con thân mến, các con có thích ăn kẹo không? Cô thì thích lắm, đặc biệt là thích những ngày Tết, đi đâu cũng đầy kẹo. Hôm nay, cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện về một chú bé có sở thích giống chúng mình đấy. Đó là sở thích ăn kẹo. Câu chuyện trích từ tuyển tập Những chuyện hay viết cho thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Kiên. Câu chuyện chú bé tham ăn và cây kẹo. Ngày Tết, cô Tí đi chơi, được người lớn cho bao nhiêu là kẹo. Tí ăn tham, cứ ăn lem lẻm một mình. Sầm tối về nhà, trong túi chỉ còn lại được một chiếc. Chị Tẹo bảo với cô Tí: "Tí đưa cái kẹo đây, chị cất hộ, sáng mai ăn, ngoan nào." Cái kẹo được cất lên giá sách, giữa đám gấu bông, thỏ cao su, mèo nhựa, toàn những bạn đồ chơi của Tí. Tí nằm trên giường, chùm chăn, vẫn thèm ăn kẹo quá, nhưng cái giá sách treo cao, không làm thế nào mà Tí lấy được. Tí đành nuốt nước miếng suông. Thế rồi Tí mệt quá, ngủ thiếp đi. Kẹo ngon kẹo ngọt, kẹo ở đâu ra, nơi gần nơi xa, kẹo ngon kẹo ngọt. Tí choàng mở mắt thì thấy lũ gấu bông, thỏ cao su, mèo nhựa đang rước cái đĩa đựng kẹo đi quanh giường. Mà lạ lùng, cái kẹo vẫn là cái kẹo, nhưng nó lại nảy mầm đâm rễ y như một hạt cây. Gấu bông nói: "Tí ơi, đi trồng kẹo với chúng mình, rồi chúng mình tha hồ ăn kẹo." "Tớ đang buồn ngủ lắm," Tí nói. "Tớ không thích trồng cây kẹo, tớ chỉ thích ăn kẹo thôi." Tuy nói thế, Tí vẫn len lén ra nấp sau cửa, nhìn ra vườn, xem bọn gấu, mèo, thỏ đang trồng cây kẹo. Chúng đào hố, đặt cái kẹo xuống, lấp đất lên, rồi rủ nhau ra tận ngoài sông xách nước về tưới. Mầm kẹo vươn lên khỏi đất, loáng cái đã thành cây non. Rồi cây lớn vượt lên, cành sum xuê, hoa trổ ra trắng xóa. Cuối cùng, hoa kết thành quả. Ôi chao ôi, vô vàn là kẹo lúc liều khắp các cành, chịu nặng la đà. Chỉ cần hơi kiễng chân lên là Tí với tới rồi. Cô Tí len lén mò ra chỗ cây kẹo. Thoạt đầu, nó còn sợ bọn gấu, mèo, thỏ bắt gặp. Nhưng có lẽ bọn chúng còn đang múc nước ở ngoài sông, chưa kịp và quay về. Thế là cô Tí cứ việc đứng kiễng chân, vít cảnh cây kẹo, tha hồ mà ăn kẹo đến no nê. Bụng cô Tí cứ dần dần phưỡn ra, tròn căng, làm cả quần tụt xuống, vạt áo hếch lên, để hở cái rốn lồi như quả quýt. Cô Tí mệt quá, phải ngồi bệt xuống, lưng tựa gốc cây, thở phì phò. Thình lình, cụ Tí cảm thấy đau nhói một bên hàm, lại có cái gì vừa rơi ra vướng víu ở trong miệng. Cụ Tí vội nhổ phụt. Eo ơi, một cái răng, và từ trong răng lúc nhúc chui ra cả một đàn những con gì đó nhỏ li ti. Những con li ti gì đó lớn lên rất nhanh, chúng giống như những con sâu, mình dài, có nhiều đốt. Nhưng chúng lại đi được bằng hai chân, bụng phưỡn và eo éo nói tiếng người. Kính chào ông sâu kẹo, hoan hô ông sâu kẹo. Lũ sâu còn súng xung quanh cô Tí, vừa gieo hò ầm ĩ, vừa công kênh Tí lên. Tí sợ quá, cố giãy giụa và la lên. Không, không, tao ghê tởm lũ chúng mày, tao không phải là ông sâu kẹo. Lũ sâu kẹo không thèm đến xỉa đến lời chối cãi của cô Tí. Chúng càng gieo hò điên cuồng, rồi nhún chân hô 1, 2, 3, tung bổng cô Tí lên trời. Hoan hô ông sâu kẹo. Không biết lần thứ bao nhiêu, cô Tí bị tung lên quá cao. Lũ sâu con đỡ trượt, Tí chỉ kịp kêu ối giời, đã rơi bịch xuống đất, nằm thẳng cẳng. Nhưng dần dần, cô Tí tỉnh lại được. Tí nhớ đến các bạn gấu bông, thỏ cao su,
mèo nhựa. Lúc này, chắc các bạn vẫn đang ở ngoài sông. Tí liền vùng dậy, cố gạt lũ sâu con, cắm đầu chạy. Lũ sâu con đuổi theo ào ào. Ha ha, ông sâu kẹo, chúng tôi chui ra từ cái răng sâu của ông. Ông không trốn thoát nổi chúng tôi đâu. Tới bờ sông, cù tí nhìn quanh, chẳng thấy gấu, mèo, thỏ đâu. Chắc là các bạn đã múc được nước, đang trên đường về chỗ cây kẹo để tưới cho cây. Tí bí quá, liền nhảy xuống nước. Tí bịt mũi, lặn một hơi dài. Đến lúc nhô lên, vẫn thấy lũ sâu con xúm xít bên mép nước. Chúng nhảy nhót và la hét như điên. Ha ha, ông sâu kẹo vẫn còn kia, hoan hô ông sâu kẹo. Củ tí phải tiếp tục ngủ xuống nhô lên không biết bao nhiêu lần, mệt muốn đứt hơi. Nhưng vừa thấy gấu bông, thỏ cao su, mèo nhựa đã lại xách thùng xô xuất hiện nơi đầu dốc bến sông. Củ tí liền thu hết sức lực, nhảy vọt lên khỏi mặt nước, kêu vang trời. Cứu tôi mau, các bạn ơi, cứu tôi với. Vì cô tí kêu quá to, tí choàng tỉnh dậy và chị Tẹo nằm ở giường bên cũng choàng dậy theo. Hóa ra là cô tí vừa nằm mơ. Tí dụi mắt, nhìn lên cái giá sách ở lưng tường. Vẫn thấy gấu bông, thỏ cao su, mèo nhựa ngồi im trước cái kẹo. Y như là chúng đã thức suốt cả đêm để giữ cái kẹo cho tí. Chị Tẹo hỏi tí, có chuyện gì mà em kêu hoảng lên thế? Tí áp bàn tay lên má, thấy nó sưng vù và nóng ran, liền ngượng nghịu nói, hôm qua em không nghe lời chị, em ăn nhiều kẹo quá, đi ngủ không đánh răng, em bị đau răng. Chị ơi, trời sáng rồi, chị cho em đi bác sĩ chữa răng đi. Các em thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em thấy chưa, giấc mơ của cô tí là chuyện hoang đường. Nhưng tí có thật bị đau răng đấy. Chứng cứ là chị Tẹo ngay lập tức đã phải đưa tí đi bác sĩ chữa răng. Các em nhớ nhé, chúng ta không nên ăn quá nhiều kẹo. Và ngay sau khi ăn kẹo, chúng ta phải súc miệng và đánh răng các em nhé.